khám phá lễ hội Chuẩn Năm Thầy, sự kiện văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ. Chuẩn Năm Thầy là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Chuẩn lờ nghĩa là vào và năm thầy, là năm mới. Hàng năm, lễ hội thường diễn ra vào khoảng giữa tháng 4 dương lịch, bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống và trò chơi dân gian. Chuẩn Năm Thầy là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Campuchia và của hơn 1,3 triệu đồng bào dân tộc Khmer Việt Nam. Lễ hội có nhiều nét tương đồng với Tết Bình Bì Mai của Lào, Tết Songkran của Thái Lan hay Tết Thanh Giang của Myanmar. Nguồn gốc của lễ hội Chuẩn Năm Thầy được lý giải bằng truyền thuyết liên quan đến câu chuyện chuyển giao tôn giáo từ Bà La Môn giáo sang Phật giáo, xoay quanh cuộc đấu trí giữa Đại Phạm Thiên Ca Bun Mahabrum và cậu bé thông minh Thơm Ma Ban, một tiền kiếp của Đức Phật. Các ngày lễ chính. Đối với người Khmer, tháng 4 là điểm giao thời giữa mùa nắng và mùa mưa. Tại thời điểm này, có cây trở lại tươi tốt và thiên nhiên trỗi dậy sức sống. Sự thay đổi, bừng lên của thiên nhiên đã được người Khmer quan niệm như sự khởi đầu của một năm mới. Việc tổ chức Tết Chuẩn Năm Thầy xuất phát từ mục đích cầu xin mùa khô qua mau để có thể bắt đầu mùa vụ mới. Do mang ý nghĩa chào đón mùa mưa và mùa màng mới, và là lễ hội lớn nhất trong năm, nên ngày xưa Tết Chuẩn Năm Thầy kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Những thập niên gần đây, trong xu thế đơn giản quá lễ hội nói chung, lễ hội này chỉ còn 3 ngày chưa kể công việc chuẩn bị trong nhiều ngày trước đó. 3 ngày này được tính theo lịch của người Khmer Campuchia. Người Khmer do ảnh hưởng của khoa thiên văn truyền thụ từ Ấn Độ, họ tính đầu năm bằng hai lối vào, chuẩn tính theo chuyển động của mặt trăng, và đánh dấu việc thay đổi bằng biểu tượng của 12 con thú tượng trưng của con giáp, trong một kỳ. Năm tính theo chuyển động của mặt trời, chuẩn được tính vào tháng 4 dương lịch, còn năm thì thay đổi theo trăng tròn hay khuyết. Chuẩn bị vào dịp năm mới, người Khmer chuẩn bị cho mình những bộ trang phục đẹp đẽ, sạch sẽ nhất, trẻ em được may sắm những bộ quần áo mới, nhà cửa được sửa sang, quét dọn, trang trí lại. Đồ ăn, thức uống được chuẩn bị đầy đủ cho những ngày Tết. Trước đây người Khmer giã gạo, chà gạo sẵn, làm bánh. Ngày nay họ chuẩn bị gạo đầy đủ, cùng các đồ ăn như bánh trái, hoa quả, cá, thịt, rau, tất cả đều sẵn sàng. Mọi công việc thường ngày đều dừng lại, người lao động trốn thành thị trở về quê hương. Mọi người nghỉ ngơi, trâu bò thả tự do. Người người hào hứng chăm lo cho ngày Tết. Thời khắc giao thừa. Thời khắc giao thừa trong quan niệm của người Khmer không phải là không giờ không phút, như Tết Dương Lịch hay Tết Nguyên Đán, mà căn cứ vào thời khắc tiên nữ, một trong bảy nàng tiên con của thần Ca Bun Mahabrum, giáng trần. Vị tiên nữ này được cử xuống trần gian thay thế cho vị thần năm cũ để chăm lo cho người dân trong năm đó. Để biết thời khắc giao thừa, A Cha trong các ngôi chùa sẽ làm lễ và thông báo cho người dân. A Cha là người từng tu hành, có địa vị cao trong xã hội và luôn được người dân Khmer kính trọng. Vào thời khắc giao thừa, các bàn thờ được đặt ở những nơi trang trọng nhất để đón các vị thần linh và ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ, người Khmer thường bày mâm lễ vật gồm 5 ngọn nến, 5 nén hương, 5 chén cơm, 1 cặp dừa, 2 ly nước, hoa tươi và 11 loại trái cây để nghênh đón các vị thần linh và ông bà tổ tiên. Các thành viên trong gia đình ngồi hành lễ nghiêm trang trước bàn thờ, khấn vái, mong và tin rằng sẽ được ban phước lành trong năm mới. Ngày thứ 3, ngày Lân Sắc. Vào ngày thứ 3 của Tết Chuẩn Năm Thầy, bà con Khmer tiến hành lễ tắm tượng Phật và lễ cầu siêu. Lễ tắm tượng Phật thường diễn ra vào buổi chiều. Các vị A Cha đặt tượng Phật vào thau lớn có hoa tươi, nước tinh khiết ướp nước hoa. Vị A Cha đọc kinh, các vị sư sãi dùng cành hoa nhúng vào nước thơm tắm tượng Phật. Sau khi làm lễ tắm tượng Phật ở chùa, trở về nhà, người Khmer tiếp tục làm lễ tắm tượng Phật ở gia đình. Nghi lễ nhằm mục đích bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật, rửa sạch những điều không may của năm cũ và đón những điều may mắn trong năm mới. Lễ cầu siêu, sau khi kết thúc lễ tắm tượng Phật, tắm sư sãi, mọi người cùng các vị A Cha tập trung tại khu vực tháp đựng hài cốt để cầu siêu cho linh hồn các nhà sư diên tịch và những người thân của mình được siêu thoát. Người Khmer đặt một khay lễ vật trên một chiếc chiếu trước tháp, thắp hương và nghe các nhà sư tụng kinh. Trong khi đọc kinh, các nhà sư vẩy nước thơm lên các tín đồ và xung quanh tháp để lan tỏa hạnh phúc cho họ và gia đình. Lễ cầu siêu là nghi lễ cuối cùng kết thúc Tết Chuẩn Năm Thầy của người Khmer. Trong 3 ngày Tết Chuẩn Năm Thầy, ngoài các nghi thức Phật giáo, đồng bào Khmer Việt Nam và người dân Campuchia cũng hân hoan tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và các trò chơi dân gian.